Xong rồi, Control 2 bấm vào ngày hoán đổi. À, bấm đường này, bấm hai đường phải không? Bấm đường này, bấm đường này. Thế có còn ông bán cái gói này nó ôm không phải nó vừa ôm vừa đủ ấy, gối cho không ôm. Ừ. không ôm thì đủ Mà line thì không được để ngang như vậy mà bấm gì cơ, đến cong nhẹ ra tí phải đúng không? Ba năm ly này, cái này cũng vậy này, đó không? Đây xong xóa được này đi. Đây quần ông bác cần cho F9 lưng xong rồi, có túi về tự làm. Còn bạn nào có nhu cầu mua cái form gốc dập gốc chuẩn của áo sơ mi các bạn nhé, sơ mi nữ sơ mi nam đều có các bạn nhé, hoặc là dập dăm sút form cơ bản hay là form bóng suông thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại mà mình để ở trên cái màn hình các bạn nhé. Các bạn có thể mua full size hoặc là những size chuẩn các bạn nhé, và hơn nữa thì có cả những dập đầm cơ bản các bạn nhé, Levi hay là đi sườn hay là form suông, tất cả những form gốc các bạn muốn mua các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để ở trên màn hình các bạn nhé. Thế thôi, em cũng biết còn là dạng âm tại mới học cái đàn rung mới bữa mà em biết nó giảm bao nhiêu thì làm thung phải âm đó, đúng rồi thèm em yêu thèm mới cái bờ không mà ví dụ như là áo giảm nhiêu quần giảm bao nhiêu được à hai mông hai đó không được làm được. Thế quần này là mặc sát gót thì để nguyên chiều dài không thay đổi nhé, thay đổi như vậy. Cái này cũng phải nối với nhau luôn, là lưng rời hay lưng liền đây, đừng lưng rời cắt một đừng bản lưng rời ra, lưng là 4 phân, thế thì mình trừ vào đấy 4 phân kéo từ trên xuống vậy thôi, có làm gì nữa đâu. Xong pin tinh ra một cái mới được không, pin tinh ra 4 thì thành 8 phải không, bấm hai đoạn này thì có cái lưng rồi chưa. Thì cái phần này phải có giãn thì phần này em có thể giảm được này, à chớ được này ha, cái này mặc nó không có dư nhiều này, mặc em vẫn ôm nhá. Thế thì giờ phải làm này, thân sau này phải giảm phân ở sườn đấy, bắt đầu mông sau đó đánh còng, riêng thân trước là nhiều hơn phần rưỡi, thậm chí là 2 phân, 1.5 nó bắt vào mông, sau đó chúng ta cắt hay đảo được, được tùy cắt bao nhiêu cứ cắt, nhà nhanh thì làm. Sáng ngày này chưa, sáng ngày này chưa, bây giờ mình đo hành này cộng lại này nhiêu đây, 38 76 70 38 thì cái lưng này lưng phải có giãn làm nhỏ hơn được, 35 được trừ đi 6,5, bởi vì cái này kéo nó mặc vẫn vẫn êm mà không có nhăn mấy này, bảo thế không, đúng rồi thì phải làm bằng eo thậm chí nhỏ hơn eo đấy, ví dụ cái này tôi làm nhỏ hơn eo tí đi, trừ 2 phân nữa được chưa, thế là mặc là ôm eo, còn độ giãn thì phải siêu giãn kéo qua mông được. Còn cái này sẽ cầm cái này lại, lưng cầm này nhẹ là cầm này này được chưa. Thế thì em phải đi chiều dài thì để như vậy để nguyên, hoặc em giảm lên tí trừ 2 chẳng hạn, trừ 2,5 đi, thế thì ngang cái này ngang cái ống thì bằng ngang đáy hoặc nhỏ hơn tí đó. Bây giờ chúng ta lại phải làm sao nhỉ, làm sao làm cách nào cho anh nhanh vậy, xem cái này bao nhiêu đây, 25, 25 chia đôi mấy, 25.6 chia 2 đôi mấy, trừ 25.6 chia 2 phải không. Thế thì bây giờ làm cái ống nhỏ tí đi, 25.6 này làm 24 đi nha, lại ấy là 24 này. Thế bây giờ cái này cũng vậy này, cái này ta làm ống là vòng khoảng 37 38 38 chia 2 bằng 19, 19 lại trừ đi ống trước phải trừ bớt đấy, 1 tới 2 tùy mình, trước cùng cường hai trừ chiếc 1,5 đi dùng cái nhau thì còn 17,5 17 đến đúng không? Ok chưa? Thế thì bây giờ mình bắt từ đây, chu qua cờ đánh cong nhẹ nhá, giữa sao bắt ở đáy phải vậy không? Thì cái chân ngoài cũng thế, phải cho chu qua cờ.
bắt vào đây, bắt vào đây, không cong à, không cong này xíu cái chỉnh sau, bấm vào mông nhá, phải chỗ ok, con này phải đánh vào đúng không, đang bị gãy này phải đánh vào nhá, phải đánh vào như vậy, phần này chưa có thì khơ chuyển từ thẳng thành cong, thế là có quần bác phải không, ship F3 như vậy chúng ta sẽ lấy ra và chọn ok, gối chính trung mông đấy, nếu muốn có quần đóng bát rồi, quần thân trước đúng không, thân sau tương tự em, thân sau thì đo này nhiêu đây, 28 chia là 14 đúng chưa, trừ 14 thì cái phần này có thể gọt định được, để lấy cái gối, gối bao nhiêu, thân sau là đấy là 38 chia là 19, 19 cộng 1,5 của ông trước đã bị trừ phải không, thì cái gối sau này là bao nhiêu, à cái ống trước này là bao nhiêu, 24 thì ống sau sẽ là bao nhiêu, 25,5, tại sao 25,5, nãy mình trừ sau 1,5 thì trừ 1,5 cộng 1,5 là mấy, 3 chứ, giống như 19 trừ 1,5 còn 17,5 mà 19 cộng 1,5 là 20,5 đúng rồi, đấy, em còn 1,5 24 cộng 13 là 27 à, 27 được không, thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, phải chuột chu pointer này bắt từ đây, sau đó đánh cong nhẹ lại bắt thân đáy và đánh không, con này ấy là giảm hai phân đáy nhé, tại vì phải có giãn nhé, bấm vào đây này lại khờ lại đánh không, bớt vào mồng ở đây này cong ngoài nhé, sau đó chúng ta mới ép thì ép vào một tí đây cho nó không bị gãy, phải không, xong bấm vào rồi control 2 bấm vào ngày hoán đổi à, bấm đường này bấm hai đường phải không, bấm đường này bấm đường này, thế có con đóng bát, cái gói này nó ôm không phải, nó vừa ôm vừa đủ ấy, gối không ôm, không ôm thì đủ, mà line thì không được để ngang như vậy mà bấm đi, cơ đến cong nhẹ là tí phải không, 3-5 ly này, cái này cũng vậy nè, được không, đây trong một xóa đường này đi, đây quần ông bác cần cho F9 lưng xong rồi có túi về tự làm, còn ông bác rồi không, có túi này bác thôn đấy, rồi cái này giờ thầy lưu lại đúng cái miền kiểm tra bài tập à, kiểm tra bài tập cái này là tên là gì cả không biết, là tên là gì em đang làm, mãi mãi gì em phải có mã số, không là mãi lưng nha, 33 thôi, 33 nhân 8 sau đó lưng này phải mở đôi ra, nhớ là 8 nhân 33 được không, ok ha, đây là quần thun nhá, quần thun để lưu vào này lại, gửi trái em được cái gì em được nhá, kiểm tra bài tập, kiểm tra chi tiết mới mới làm gần nhất bấm một lát hai lần, đây này quần thân trước này thấy không, có quần ngon lành nhỉ, phải không, thân sau này hình mẫu này, thân trước này, thân sau này, tay ok không, nén lại này, khỏi gửi em, em kêu thầy gửi địa chỉ em quen đó, thầy gửi đâu, à. Tự làm được. Ừ, ok ok. Dạ, thấy không? Nó trưởng thành nhá. Không, cái này nó tự làm.